Trên tay tôi là một loài hoa dại của Đà Lạt có tên là dã quỳ. Màu hoa này thì rất là ngại khi tặng cho các cô các chị. Mà để biết tại sao ngại thì các bạn hãy đến với Đà Lạt và đến với chúng tôi. Hướng dẫn viên Sài Gòn Tourist sẽ giải thích cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.